hướng dẫn trả nợ khoản vay tại Vietinbank eFast. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ tín dụng, chọn trả nợ khoản vay. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin, chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài khoản thả xuống, số dư khả dụng của tài khoản đó tự động hiển thị. Chọn nhập số tài khoản vay cần thanh toán. Trường hợp trả nợ khoản vay của chính công ty, nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn tài khoản vay từ danh sách có sẵn. Các thông tin về khoản vay tự động được hiển thị bên dưới bao gồm tên đơn vị, dư nợ gốc, số tiền lãi, lãi phạt. Trường hợp quý khách trả một khoản vay cho công ty khác, nhập số tài khoản, các thông tin chi tiết về khoản vay sẽ không được hiển thị. Nhập sửa lại số tiền cần thanh toán tương ứng, số tiền trả gốc, số tiền trả lãi. Hệ thống tự động hiển thị số tiền trả lãi phạt nếu có. Lưu ý, quý khách có thể trả nợ theo số tiền trên thông báo trả nợ được hệ thống tự động hiển thị trước 7 ngày trước khi đến hạn thanh toán, hoặc quý khách lựa chọn trả gốc lãi theo nhu cầu thanh toán. Tổng số tiền giao dịch được chương trình tự động tính toán bằng số tiền trả gốc cộng số tiền trả lãi cộng số tiền trả lãi phạt. Trường hợp quý khách lựa chọn bán ngoại tệ, mua ngoại tệ để trả nợ vay, hệ thống hiển thị thêm trường tỷ giá, số tiền quy đổi tương ứng. Nhập nội dung giao dịch, nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Trường hợp muốn thay đổi thông tin, quý khách nhấn nút quay lại. Hệ thống hiển thị thông báo chuyển phê duyệt thành công. Quý khách lựa chọn nút in để in ủy nhiệm chi với giao dịch vừa tạo. Quý khách lựa chọn nút tạo giao dịch mới để thực hiện tiếp tục các giao dịch trả nợ vay khác. Phê duyệt. Bước 1. Đăng nhập Vietinbank eFast với vai trò người phê duyệt tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu phê duyệt, chọn dịch vụ tín dụng, chọn chức năng trả nợ khoản vay. Bước 2. Quý khách lựa chọn và kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch trả nợ cần phê duyệt. Quý khách có thể duyệt chi tiết từng giao dịch hoặc lựa chọn duyệt nhiều giao dịch cùng một lúc. Sau đó, lựa chọn phê duyệt. Trường hợp thông tin giao dịch bị sai, lựa chọn từ chối để trả lại cho người tạo điện. Bước 3. Quý khách lựa chọn phương thức xác thực Vietinbank OTP hoặc KeePass để phê duyệt giao dịch. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình giao dịch. Hướng dẫn tất toán khoản vay tại Vietinbank eFast. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ tín dụng, chọn tất toán khoản vay. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin, chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài khoản thả xuống, số dư khả dụng của tài khoản đó tự động hiển thị. Chọn nhập số tài khoản vay cần tất toán. Tổng số tiền giao dịch được chương trình tự động tính toán bằng số tiền trả gốc cộng số tiền trả lãi cộng số tiền trả lãi phạt cộng phí trả nợ trước hạn. Quý khách ấn vào chi tiết để xem chi tiết số tiền tất toán. Nhập nội dung giao dịch. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Trường hợp muốn thay đổi thông tin, quý khách nhấn nút quay lại. Hệ thống hiển thị thông báo chuyển phê duyệt thành công. Quý khách lựa chọn nút in để in ủy nhiệm chi với giao dịch vừa tạo. Quý khách lựa chọn nút tạo giao dịch mới để thực hiện tiếp các giao dịch tất toán khoản vay khác. Phê duyệt. Bước 1. Đăng nhập Vietinbank eFast với vai trò người phê duyệt tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu phê duyệt, chọn dịch vụ tín dụng, chọn chức năng tất toán khoản vay. Bước 2. Quý khách lựa chọn và kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch trả nợ cần phê duyệt. Quý khách có thể duyệt chi tiết từng giao dịch hoặc lựa chọn duyệt nhiều giao dịch cùng một lúc. Sau đó lựa chọn phê duyệt. Trường hợp thông tin giao dịch bị sai, lựa chọn từ chối để trả lại cho người tạo điện. Bước 3. Quý khách lựa chọn phương thức xác thực Vietinbank OTP hoặc KeePass để phê duyệt giao dịch. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình giao dịch.